sau đây thì em test đôi loa Victor D5 cho anh khách đã chuyển khoản đặt cọc cho bên em mới nhé. Đấy, loa của anh đây nhé. Đấy, Victor D5 này. Đấy. Sau đây em sẽ test từng B1 cho anh nhé. Đây, em sẽ test chiếc loa bên trái trước này. Đây. Tháng từng vầng đỏ ta về. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đợt mới trong niềm chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang từng vầng đỏ ta về.